Trong tháng 8 năm nay, doanh số giảm từ 5.201 căn xuống còn 4.935 căn so với cùng thời kỳ năm trước. Giá bán trung bình giảm nhẹ từ 1.083.000 xuống còn 1.074.000. New listing tăng từ 12.358 căn lên 12.547 căn. Giá bán trung bình nhà độc lập 1.414.000 giảm 0.3% so với tháng 8 năm 2023. Giá trung bình nhà sơ mi 1.026.000 giảm 3.9%. Giá trung bình townhouse 892.000 giảm 4.6%. Giá trung bình condo 674.000 giảm 4.9% so với cùng thời kỳ năm trước. Mortgage rate 1 năm 764%, 3 năm 6.75% và 5 năm 6.59%. Bất động sản là động lực chính cho sự phát triển kinh tế, nên việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Canada vào ngày 4 tháng 9 xuống còn 4.25% sẽ giúp thị trường khởi sắc hơn trong những tháng cuối năm này. Khi có nhu cầu mua bán nhà condo, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416 804 5111.